chỉnh cái van điều tiết nước mà. Mà thấy đây. Rồi. Đấy, nó ra là khóa khoang nước, mở mình mở to lấy nước này đó các bạn thấy không? Tưới phân cho cây ăn trái mà mới đầu nhìn là tính giống như là đang tưới nước ấy. Nhưng thật sự là phân mình đã pha loãng với nước mình cho trong cái gọi là cái chẹt ở chỗ tôi gọi là cái chẹt các bạn, đựng nước đựng phân trong đó rồi. Bây giờ vậy mình cứ quan trọng là mình cứ tưới thôi, quan trọng là có cái van điều tiết nước á. Để tí nữa mà tôi sẽ giới thiệu cụ thể rõ hơn cái van điều tiết nước cho các bạn xem nha. Khu này thì mít cho trái cũng khá là nhiều bạn, cái đoạn này mít với cam trồng xen lẫn với nhau đây. Vườn mít này thì cũng được 4-5 tuổi rồi các bạn. Cam thì cũng vậy, bốn năm mấy tuổi hết rồi. Mít đây thì cho ăn trái quanh năm mà, bởi vì cây không được lớn lắm. Khi mình tưới một khoảng 5-7 phút gì đấy, mình sẽ sụp lại cái nước phân trong cái chẹt các bạn. Thường thì mình pha với nước thì phân nó không được. Mít cho trái chịu cần mà thấy không? Được cái mít thái siêu sớm này thì trái được quanh năm, bà con mình cũng đỡ thu hoạch có quanh năm luôn rồi. Nó cái giống cây này cũng khá là dễ trồng, mà hiện tại giờ thì giá nó cũng khá là cao, bởi vì bà con nông dân mình cũng được nhờ. Tiếp tục làm cái mẻ phân cái tiếp nha các bạn. Phân thì anh em đã trộn sẵn trong cái từ sôi hết rồi. Đây sẵn đây luôn tiện chia sẻ các bạn cái mấy cái van điều tiết nước này. Đây các bạn, ngay tôi đang chỉ đây nha. Van này là van điều tiết nước. Điều tiết nước lấy từ ở bên ngoài vào các bạn. Lấy từ dưới ao này, nước sạch đây. Lấy cho vào trong chèn nha. Cái van này quay gần cho các bạn xem nha. Đây đó, cái van ngay đầu là mất đầu tôi chỉ đấy, cái van đó. Chỉnh cái van điều tiết nước mà. Mà thấy đây. Rồi. Đấy, nó ra là khóa khoang nước, mình mở to lấy nước này đó các bạn thấy không? Cái van điều tiết nước mà. Đây còn cái van dưới này các bạn. Đây van này là để điều này điều tiết cái lượng phân mình tưới lên nha. Đấy, bên này. Cái cấu tạo cái máy này cũng khá đặc biệt á. Đấy các bạn thấy không? Còn một cái van nữa, đây, van màu đỏ trên này. Bạn thấy van màu đỏ đây. Van này á là để mới đầu máy mình khởi động mình sẽ mồi nước trên đấy các bạn,
tiết nước đầu tiên để cho có lượng nước trong trong máy rồi nước nó mới lên được. Van đấy, tóm lại trên cái máy này là có ba cái van các bạn, mà van nào cũng đóng vai trò cái quan trọng, là cực kỳ hay luôn. Có cái sáng kiến này cực kỳ có lợi cho bà con nông dân mình. Đấy, bây giờ ông anh đang lấy nước từ bên ngoài vào trong cái chẹt để tưới phân này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh và có những cái chia sẻ hay ủng hộ bà con dân mình nghe các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Luôn tiện đây là mình sẽ quay luôn cái cảnh mà ông anh mình ông tưới phân này cho các bạn xem nha. Nhìn thấy tưới phân theo cái cách như thế này rất là đơn giản thôi các bạn, nhấn mình đi tưới nước cây thôi, nhưng quan trọng là cái máy nó đã giúp cho người nông dân rất là nhiều. Như theo mà hồi tưới theo cái hồi xưa, như hồi xưa mà mình biết á, là phân này sẽ trộn đều lên phải không, và cho cái chất dinh dưỡng nó sẽ hút được cái này rất là nhanh, mà cái hút cái dinh dưỡng rất là nhanh. Này, mít thái là bắt đầu cho trái. Về quê thì quay những cảnh đồng quê thì thôi các bạn, chứ không có cái gì khác, không có ồn ào nhộn nhịp như ở thành thị đâu. Như hồi trước thì quá ồn ào nhộn nhịp, còn bây giờ về quê thì những cảnh yên bình này thôi, đi đồng đi ruộng, chia sẻ như cuộc sống thực tại hiện tại ở nông thôn như thế nào cho các bạn cùng xem thôi. Đây là cuộc sống hàng ngày của người nông dân mình ở vùng quê đó các bạn. Cũng có khá là nhiều người cũng không hiểu về cái cuộc sống của người nông dân ở quê như thế nào đâu. Thì thường là sáng cơm nước xong ra đồng, ra ruộng, ra vườn, chăm sóc vườn, cây ăn trái gì đấy. Rồi sau đó thì chiều tưới phân, tưới nước, đến mùa thì thu hoạch. Cuộc sống rất là đơn giản và không suy nghĩ gì nhiều, bạn không bong chen ở thành thị đâu. Mít trái cực kỳ nhiều luôn các bạn. Đây là cái vườn cam của ông anh tôi đây. Cam bây giờ cũng đang cho trái nha các bạn. Chắc vài hôm nữa thì cũng tiến hành tưới phân cam luôn. Thì có dịp thì tôi sẽ quay chia sẻ cho các bạn cùng xem. Là có biết những kinh nghiệm làm vườn như thế nào thì chia sẻ cho bà con nhân mình cùng nhau học hỏi thôi.
và cũng anh em tôi cũng rất là muốn học hỏi những kinh nghiệm của những bà con nào mà đã trải qua rồi và cảm thấy hay hơn thì cũng rất sẵn sàng để học hỏi. Rất cần sự đóng góp của các bà con nông dân mình. Là khu vườn cam nha các bạn, đang cho trái. Đợt này trái cũng khá là nhiều đó.